em có thích làm việc với cô không? Dạ có ạ. Ờ, tại sao? Okay, thứ nhất là mình tương tác với một ai đấy, ví dụ đồng đội làm cùng mình thì phải thấy cái việc mình làm nó hiệu quả nó rất là cao ngay lập tức. Nó vừa kiến tạo lâu dài và vừa ngay lập tức. Họ thấy rất ấn tượng, cái điều rất thích. Mình làm tốt mà, người ta thấy ấn tượng và thấy thích thôi, có gì đâu. Em tự biết câu trả lời rồi đúng không? Bây giờ còn một bước nữa là làm thì ai phải làm? Bây giờ mà cô làm hộ em thì bao giờ em có? Đúng rồi, em không làm hộ được. Em chỉ có thể hướng dẫn và làm mẫu cho em như vậy thôi. Bây giờ giới thiệu ông vừa tên và chào mọi người đi. Chào cô, em chào tất cả các anh chị và các bạn. Em là Hoàng Anh ạ. Chào mọi người. Câu hỏi của em là trong quá trình làm việc thì khi có các bạn mới vào ấy. Hỏi. Đấy không phải là câu hỏi. Thì các bạn ấy khá là ấn tượng với em. Không phải hỏi, đấy không phải là em câu hỏi. Em không biết tại sao mà khi... Đấy không phải câu hỏi. Em không biết tại sao, có phải là câu hỏi không ạ? Em không biết tại sao chồng của em. Đấy là câu hỏi. Học cách hỏi. Vì mai sau phải lãnh đạo câu hỏi. Hôm mà học đội nhóm vô địch nhà mình sẽ được em có trình cho hỏi liên tục luôn. Mình phải có khả năng đặt câu hỏi. Vừa rồi toàn bộ nói không phải là câu hỏi, toàn là vấn đề. Hỏi. Làm như thế nào để em có thể luôn liên tục hỗ trợ và gây ấn tượng tất cả các bạn khác đang làm việc cùng với em? Cái tuyệt vời nhất ạ. Nói lại cho mọi người nghe, cho mọi người hiểu em ạ. Làm thế nào để khi mỗi người làm việc với anh trong suốt cả quá trình thì họ liên tục ấn tượng và mong muốn làm việc cùng với em? Làm thế nào để người khác thích làm việc với mình? Chốt lại thế đúng không ạ? Đấy, em phải có khả năng nói ngắn gọn và dễ hiểu. Tất cả câu diễn đạt của em nó chỉ là làm thế nào để người khác thích làm việc với mình. Từ thích nghe nó mới dễ hơn đúng không ạ? Ví dụ ngày hôm qua em cũng đến ra Hà Nội và được tham gia cái buổi ngày hôm qua đúng không? Ngày hôm qua cũng được họp tối hôm qua sau khi về đúng không? Sáng nay cũng được họp đúng không? Em có thích làm việc với cô không? Dạ có ạ. Ờ, tại sao? Tại vì cô làm việc rất là hiệu quả và ra kết quả nó rõ ràng liên tục. Và trong quá trình làm việc đó thì cô lại hỗ trợ được tất cả mọi người. Và em cũng trong quá trình làm việc cùng với cô thì em nhận được nhiều giá trị. Và cái cách cô làm việc rất là nghiêm túc và rất là tập trung, hiệu quả. Em bận thức. Biết câu trả lời chưa? Ờ, nói lại đi em, làm thế nào để mọi người thích làm việc với em? Ở trong quá trình làm việc mình tập trung hiệu quả, ra kết quả và đồng hành cùng đó là mình hỗ trợ cho tất cả mọi người khác nhận giá trị và cùng thúc đẩy cho mọi người như thế. Và mọi người cảm thấy thế nào từ em, giống như em cảm thấy? Mọi người cảm thấy là được sự quan tâm thực sự đến họ và mình giúp đỡ đúng những cái vấn đề họ cần. Đúng rồi, chính xác. Thì họ sẽ thế nào? Thì họ sẽ mong muốn làm việc cùng mình. Nên là tôi bây giờ lại nói lại, em tự trả lời cho câu hỏi của em, làm thế nào để mọi người thích làm việc với em? Sẽ làm ra cái kết quả tốt nhất cùng với tất cả mọi người và hỗ trợ cho tất cả mọi người cùng đi lên. Và họ cảm nhận được sự quan tâm thực sự của mình, mong muốn giúp đỡ họ. Đúng rồi, chính xác. Đấy là lãnh đạo cấp độ 4 đấy. Mà sau đấy 4 làm liên tục là lên 5 đấy. Biết rồi đúng không? Thực ra em rất thông minh, em biết tất cả câu hỏi. Và bình thường mình đã có bao nhiêu người làm mẫu xung quanh mình rồi. Mình được nhìn rất rồi. Thực ra mình biết hay không biết? Mình chưa biết là mình tự để che cái phần nào nhà mình có biết không? Áp lực thì trốn tránh không được. Đúng rồi. Mình thường bảo anh không biết là do mình muốn trốn. Vì làm thì có thể là mình lại phải nỗ lực hơn một tí. Có đúng không? Bây giờ mình làm chưa hiệu quả cao lắm, mình lại đẩy nó cao hẳn thì có phải cố hơn tí không ạ? Có phải để ý hơn không ạ? Thấy lúc đầu chưa quen thấy nó hơi căng một tí. Thế nhưng mà quen rồi thì thấy nó dễ lắm. Ở ngày hôm qua giờ là cô làm theo người mình thì tôi cũng chẳng cần phải nghĩ gì đâu. Vì làm nhiều nó quen rồi. Giống như hôm qua có một cái phần là em tự quan sát cơ thể của em rất hay. Cái phần mà mời các bạn hỗ trợ sân khấu là cái đoạn nói tổng kết nói chẳng nghĩ gì luôn. Người tự động nói luôn. Chẳng cần nghĩ. Khi mà nó đã ngấm rồi. Như đấy là mình phải rèn nhiều lắm. Em gặp cô thấy cô nói liên tục. Đấy, tham hỗ trợ nhiều một tí, làm nhiều một tí, sau nó thành kỹ năng và bản năng nó rất là dễ. Em sẽ làm được cái điều mà em vừa ghi xuống câu trả lời một cách rất là dễ dàng khi mình muốn. Đấy. Thêm một cái nữa là các chi tiết bước làm nào thì từ hôm qua đến giờ mình chứng kiến hết rồi. Thế bây giờ làm gì? Đúng rồi. Đấy, người ta nhìn thấy mình làm việc thì người ta phải thấy cái gì? Cụ thể thích.
đúng rồi, và thấy họ được quan tâm. Đúng rồi, thứ nhất là mình tương tác với một ai đấy, ví dụ đồng đội làm cùng mình thì phải thấy cái việc mình làm nó hiệu quả nó rất là cao ngay lập tức, nó vừa được kiến tạo lâu dài và vừa ngay lập tức họ thấy rất ấn tượng, cái điều rất thích mình làm tốt mà người ta thấy ấn tượng và thấy thích thôi, có gì đâu, em tự biết câu trả lời rồi đúng không? Bây giờ còn một vương nữa là làm thì ai phải làm. Bây giờ mà cô làm hộ em thì bao giờ em có? Đúng rồi, em không làm hộ được, em chỉ có thể hướng dẫn và làm mẫu cho em như vậy thôi. Mình cho bạn một tràng vỗ tay. Ai đã có câu trả lời rồi nhỉ, mình biết không? Dễ mà. Đấy, nhưng mà còn một cái khâu nữa, ví dụ cô khác mọi người là cô làm mà anh ạ, cô không nói nữa, bây giờ mình biết rồi mình phải làm có kết quả. Ví dụ mọi người đây sẽ thích ngồi hơn đấy, ví dụ sau buổi ngày hôm qua làm việc là mọi người sẽ thích làm việc với em hơn, anh ngồi có đồng ý không ạ? Sau buổi hôm qua đứng chương trình, sau họp sau cái là mọi người yêu mình hơn, thích hơn. Làm sao mỗi hoạt động của mình cùng mọi người làm mọi người thích hơn, chứ mỗi hoạt động lại chán hơn một tí thì là thế nào? Đúng rồi, thì mỗi lúc nó cứ lên thì thực ra để lên một tí là mình làm cũng đã khá đấy ạ. Nếu mà mình có thể tiện thể làm mà ngày hôm qua tiện thể đứng trước 160 người thì tiện thể hỗ trợ thêm có được không ạ? Đấy thì tiện thể các bạn đây được nghe ké, sau đấy các bạn đội nhóm của mình cũng được nghe ké, cùng một lúc em có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng mà em phải đến cái độ nào để mà từng đấy người họ muốn nghe em chứ. Đúng không? Thế là được.